Anh Nghĩa nhìn thì ẻo ẻo lạ lạ vậy, nhưng cũng là người tinh tế hết nước chấm. Ăn nói thì nhẹ nhàng, lại còn biết mua bao, à nhầm, găng tay cho Luyến đeo vào, rồi còn mua cả khăn quàng cổ, phòng lúc Luyến sổ mũi mà chùi. Theo điều tra ban đầu của chim lợn chúa Bình, thì nghe đâu ông này còn là bên đội quản lý thị trường nữa. Trách gì mà bà Hòa cứ hùa vào làm mối, đúng là cái loại đàn bà không phải tự dưng mà tốt. Đúng là Nghĩa chân cỏ càng nhện, bụng ấy hương mà cũng kinh phết, có đi thì có lại. Mấy hôm Luyến đến nhà chơi rồi thì hôm nay đáp lễ anh Nghĩa cũng đến lại mặt nhà Luyến. Anh khen Luyến nhìn vậy mà lại thích phong cách tối giản, nên căn nhà tuy bé nhưng vẫn mang lại cảm giác rộng rãi thoáng mát, mà khi cần lại vô cùng mềm mại ấm áp. Anh Nghĩa gì cũng ok, tuy chỉ có hơi già tí nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu. Nhà thì chẳng có gì ngoài điều kiện khiến Luyến rất ưng ý. Tuy chỉ có một điều, Luyến đã cảm thấy lấn cấn, như hình anh Nghĩa bị triệu chứng của bệnh tai biến, cứ đùng một cái lại giật nảy người rồi nằm úp xuống. Nhưng trong cái rủi thì có cái may, nếu có lỡ mà đi sớm thì tiền tài cũng về túi của mình, đi đâu mà sợ. Nói đoạn rồi bất ngờ anh Nghĩa lại lên cơn, ngả người nằm vào đùi Luyến. Đúng thật mềm mại thoải mái quá, đúng là kim đan ơi hỡi kim đan, không bằng đùi Luyến cao sang nhất đời. Ngồi bên nhà nghe thằng cha già nó tán gái mà anh Lưu nghe sởn cả da gà. Rồi anh Nghĩa bất ngờ bật dậy bốp một phát, đi đời một em mỗi cái béo múp. Chết mày này, lại dám tranh đùi Luyến với tao à? Luyến vỗ tay đôm đốp khen anh Nghĩa, già rồi mà phản xạ vẫn còn nhanh phết. Rồi anh Nghĩa bảo Luyến dự báo thời tiết cho biết, chứ có mùa đông nào lại nóng như cái mùa hè năm nay. Thế nên nhà Luyến thì mát thật, nhưng vẫn nên chuyển đến nhà anh, chứ đừng tin thẳng đen gió trời hơn gió điều hòa. Vừa buông lời xong thì Nghĩa và Luyến lại nghe tiếng gì như tiếng gió xè xè, mà cũng không phải là tiếng xè xè mà là tiếng xì xì, như hình anh Lưu đang xịt lốp xe ở ngoài kia. Thế là khổ thân Nghĩa phải lê cái thân già cùng cái xe ga dắt về. Đêm đó Luyến thấy xúc động, thao thức không ngủ được, thì bỗng có người gọi điện báo bà Tình bị ngất, tình hình rất chi là nguy kịch. Thế là Luyến hốt hoảng lo lắng chạy thẳng một mạch đến nhà anh Lưu, nhờ anh đến xem giúp chứ tôi đi trả tiền. Anh Lưu as usual lèm bèm vài câu nhưng vẫn tốt bụng đến lo cho bà Tình. Đến nơi thì thấy bà Tình nằm bất động, người lạnh toát, có lẽ thôi cũng xong một kiếp người, à cũng xong một tập phim